Bắt hai đối tượng lừa đảo và rửa tiền. Cao Ngọc Trường Anh và Nguyễn Văn Cường dùng những lời chào mời, hứa hẹn lợi nhuận cao để lừa đảo chiếm đoạt tiền người đầu tư qua sàn tiền ảo, sau đó rửa tiền để sử dụng. Thời gian gần đây, Công an huyện Lạng Giang, Bắc Giang tiếp nhận phản ánh của người dân về việc tham gia đầu tư trên sàn điện tử sau đó bị lừa đảo chiếm đoạt tiền. Công an huyện Lạng Giang đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bắc Giang sử dụng đồng bộ các biện pháp đấu tranh làm rõ. Theo đó, ngày 26 tháng 9 năm 2024, Công an huyện Lạng Giang phối hợp với Công an tỉnh Bắc Giang bắt giữ đối tượng Cao Ngọc Trường Anh, sinh năm 1997, trú tại thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, và Nguyễn Văn Cường, sinh năm 1990, trú tại thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Quá trình điều tra, bước đầu xác định, nhằm thu hút những con mồi, đối tượng Trường Anh đã cắt ghép, chỉnh sửa các video clip về đầu tư tiền ảo rồi đăng trên tài khoản mạng xã hội TikTok để giới thiệu, quảng cáo đầu tư sàn điện tử với cam kết đầu tư dễ dàng, lợi nhuận cao. Qua đó, nhiều nạn nhân đã dính bẫy. Khi có người đầu tư tham gia, đối tượng Trường Anh hướng dẫn truy cập vào đường link có sẵn để lập tài khoản đăng ký đầu tư, đồng thời cung cấp tài khoản ngân hàng do Cường quản lý và yêu cầu người đầu tư chuyển tiền vào để Trường Anh đầu tư hộ. Để tạo niềm tin cho người đầu tư, Trường Anh sử dụng các công cụ chỉnh sửa ảnh để làm giả thông tin hình ảnh minh chứng về việc đầu tư có lãi và yêu cầu người đầu tư chuyển tiền phí để được rút tiền hoặc mời gọi đầu tư số tiền lớn hơn để tiếp tục sinh lợi nhuận. Đến khi nhà đầu tư muốn rút tiền thì đối tượng lấy nhiều lý do để không thể rút được tiền ra mà phải đóng thêm nhiều khoản phí với cam kết sẽ được nhận lại toàn bộ cả tiền phí và tiền lãi, vốn ban đầu. Nhưng thực tế, đối tượng Trường Anh đã chiếm đoạt số tiền trên và tìm cách chặn liên lạc với người đầu tư. Bằng thủ đoạn trên, đối tượng Trường Anh đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. Để làm sạch số tiền lừa đảo, đối tượng Trường Anh nhờ Nguyễn Văn Cường là người quản lý tài khoản ngân hàng đăng ký bằng tên của người khác, để luân chuyển dòng tiền qua nhiều ngân hàng khác nhau, sau đó chỉ định chuyển đến tài khoản một người cụ thể nào đó có tiền mặt để đối tượng lấy tiền về sử dụng. Đặc biệt, đối tượng Cường khai nhận với thủ đoạn như trên, y đã giúp Trường Anh và một số đối tượng lừa đảo khác rửa tiền, làm sạch hàng tỷ đồng để đem lưu thông, sử dụng trên thị trường. Hiện, Công an huyện Lạng Giang đang tạm giam các đối tượng để tiếp tục điều tra.